Trường học rừng xanh sắp mở lễ hội mùa xuân, ai cũng háo hức mong chờ. Lớp trưởng Thỏ Trắng nói, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để dự thi. Trong lễ hội, chúng mình cùng suy nghĩ xem nên đăng ký tiết mục gì nhé. Hay chúng ta thi chạy, tớ cứ đề cử Thỏ tham gia. Ôi, biểu diễn trên sân khấu, cơ mà nhím ơi, mà chạy thi phải có đối thủ nữa. Chim công xua tay nói. Gà trống reo lên. Chim công ơi, bạn múa đi, bạn có bộ lông rực rỡ và múa cũng rất dẻo nữa. Đúng đấy! Cả lớp hưởng ứng. Được thôi, chim công hãnh diện nhận lời. Chim công muốn có chiếc áo thật đẹp cho tiết mục của mình. Sau khi tiết kiệm được vải, áo, các bạn phân công nhau. Thỏ Trắng phát thảo hình chiếc áo trên giấy, chuột con mượn của mẹ thước dây đo để đặt o chiếc áo vừa với chim công, còn gà trống và nhím sẽ may áo. Trong lúc xếp vải để may áo, những chiếc lông cứng nhọn trên lưng nhím con cứ hết đâm vào gà trống, lại mắc vào những miếng vải làm sọc sệt hết cả. Chim công cáu kỉnh nói, ôi nhím ơi, bộ lông của bạn sẽ làm hỏng hết áo của tớ mất. Bạn nên đứng xa thì hơn. Nhím con lủi thủi ra góc lớp ngồi. Nó tự nhủ, mình muốn góp sức giúp bạn ấy, nhưng mình thật kém cỏi. Ngày hội mùa xuân đã tới. Chim công mặc chiếc áo mới rất vừa vặn và ưng ý vô cùng. Trước giờ biểu diễn, chim công háo hức múa một điệu cho các bạn xem. Ai nấy trầm trồ khen ngợi, tin chắc năm nay chim công sẽ giật giải. Xoạt! Chiếc áo bị rách một đường. Khi chim công lấy hết sức xòe đuôi, xoay vòng, các bạn đều lo lắng. Giờ diễn đã tới, mà không có kim để may lại, làm thế nào bây giờ? Chim con buồn bã ngồi thụt xuống khóc. Nhím con thương bạn lắm nhưng chỉ dám đứng nhìn. Nó sợ những chiếc lông nhọn của mình làm đau bạn thêm. Bỗng mắt nhím con sáng lên. Nó chạy tới chỉ vào lưng mình và nói, lông tớ có thể làm kim. Chim công và các bạn reo lên. Đúng rồi, những chiếc lông dài, cứng và nhọn của nhím y như kim vậy. Nhím con liền lấy lông của mình ghim lại áo cho chim công. Chim công cảm động, nắm tay nhím con nói, cảm ơn bạn nhé, tớ xin lỗi vì hôm trước đã mắng bạn khiến bạn buồn. Không sao đâu, tớ rất vui vì mình có thể góp sức giúp bạn. Hãy múa thật tự tin nhé. Đúng lúc ấy, đến tiết mục múa của chim công. Chim công vội khoác chiếc áo vừa sửa xong, bước lên sân khấu. Tiết mục múa của chim công thành công rực rỡ và được trao giải ấn tượng nhất. Sau buổi biểu diễn, chim công cất giữ chiếc áo rất cẩn thận như một món quà, một bài học về tình bạn, lòng vị tha và sự trân trọng. Tạm biệt các bạn, và các bạn nhớ đón xem tập mới của kênh Nhà Tôn Tích TV nhé!